Làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách thiết thực nhất? Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển đông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tình cha nghĩa mẹ như được ví như trời biển. Cuộc đời cha mẹ luôn dành hết cho con cái. Với cha mẹ, điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho con mình. Từ những thứ nhỏ nhất như món ăn ngon, cha mẹ cũng phần con. Dù làm lụng vất vả cũng để cho con cuộc sống no đủ. Đức Phật dạy trong tứ trọng ân của nhà Phật, ân cha mẹ là một trong những ân quan trọng nhất mà ai trong chúng ta, dù có là Phật tử hay không, cũng phải báo đáp, kể cả Đức Phật. Không có cha mẹ thì không có sự tồn tại của chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để thể hiện lòng biết ơn của mình. Chúng ta phải làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách thiết thực nhất? Tập nói yêu thương cha mẹ mỗi ngày. Tại sao chúng ta có thể nói lời yêu thương với bạn trai hay bạn gái của mình mỗi ngày, mà người sinh thành và nuôi dưỡng ta lại không được nghe những từ hạnh phúc đó? Như vậy có phải bất công lắm không? Chúng ta rất khó để có thể mở lời nói con yêu mẹ, con thương cha. Nhưng cha mẹ sẽ rất hạnh phúc khi mà nghe được những lời nói đó từ chính những người con của mình. Hãy tập nói những lời yêu thương với cha mẹ mỗi ngày. Không có gì là ngại ngùng khi bày tỏ yêu thương và mang niềm vui tới cho cha mẹ mình. Dành thời gian trò chuyện, hỏi thăm cha mẹ. Cha mẹ càng có tuổi, nhu cầu được quan tâm, trò chuyện càng cao. Đó là tâm lý chung của con người khi tuổi về già. Hãy hỏi thăm những câu đơn giản như hôm nay cha hoặc mẹ ăn món gì? Có thấy ngon miệng hay không? Cha hay mẹ ngủ ngon không? Cha hay mẹ có thấy đau nhức ở đâu không? Vân vân. Có rất nhiều thứ để quan tâm và khuyến khích cha mẹ nói ra những suy nghĩ trong lòng, cũng như giúp cha mẹ cảm nhận tình yêu thương chúng ta. Đừng viện lý do bận bịu với công việc xã hội mà quên đi ngày xưa chính cha mẹ cũng vừa làm vừa chăm sóc cho ta rất tốt. Bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ trong ngày sinh nhật của ta. Đây là điều hiển nhiên phải làm, thế nhưng rất ít người quan tâm tới. Khi mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ phải hy sinh rất nhiều thứ để mang tới cho ta sức khỏe tốt nhất. Còn cha thì làm việc chăm chỉ và luôn túc trực bên mẹ để mà đảm bảo kinh tế cũng như mọi thứ mà mẹ cần cho ta sắp chào đời. Ân tình sâu nặng biết sao mà trả hết. Cho nên để tri ân cho khoảng thời gian cha mẹ yêu thương, nuôi nấng, đặc biệt là mẹ đã trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để ta có mặt trong cuộc sống này, hãy ôm cha và mẹ trong ngày sinh nhật và nói bằng cả tấm lòng rằng bạn biết ơn và hạnh phúc biết bao khi ta có cha, có mẹ. Khuyến khích cha mẹ đến chùa nghe pháp, niệm Phật. Tâm an lành thì sức khỏe mới tốt, mới sống thọ được với con cháu. Chúng ta không nên để cha mẹ ở nhà, mà nên khuyến khích cha mẹ tham gia các khóa tu học tại các chùa, giúp cho cha mẹ cởi mở, hòa nhập, đặc biệt chống được căn bệnh trầm cảm tuổi về già. Bên cạnh đó, hãy giúp cha mẹ niệm Phật, ngồi thiền tại gia để tăng phúc báu, an lạc cho đời hiện tại. Thường xuyên nói chuyện và phân tích về sự sống sau cái chết với cha mẹ. Điều này giúp cha mẹ có được kiến thức rõ ràng và loại bỏ tâm lý hoang mang, lo sợ về cái chết mà bất cứ người cao tuổi nào cũng mắc phải. Kiên nhẫn, ôn hòa với cha mẹ. Chúng ta thường phàn nàn cha mẹ hay cằn nhằn. Nhưng có bao giờ ta nghĩ rằng nếu ta không thương và lo lắng cho một người thì ta có cần quan tâm và nói tới họ không? Cha mẹ cũng như thế, vì quá yêu thương nên hay nhắc nhở, la mắng. Thay vì khó chịu, ta nên cảm thấy may mắn, vì dù lớn tới đâu thì khi về nhà, bạn vẫn rất bé bỏng trong lòng cha mẹ. Ta đi chọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru, hay con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.
Cha mẹ muốn làm điểm tựa vững chắc để bảo vệ ta. Hãy kiên nhẫn, hòa nhã, lắng nghe và học hỏi những kinh nghiệm sống từ cuộc đời cha mẹ ta. Chắc chắn một điều rằng, đến một lúc nào đó ta sẽ thấy những câu chuyện với cha mẹ thật vô giá và ý nghĩa với cuộc sống của ta. Sống thật tốt để cha mẹ không lo lắng cho mình. Ta không cần phải thật giàu có mới có thể báo hiếu cha mẹ. Cách báo hiếu tốt nhất là hãy trở thành người có đạo đức, biết yêu thương, tôn trọng mọi người trong cuộc sống này. Hãy để cha mẹ tự hào khi trong mắt mọi người, ta luôn là người biết đạo nghĩa, biết kính trên nhường dưới và luôn biết nỗ lực trong cuộc sống này. Để một việc nào đó trở thành thói quen, ta phải luôn suy tư, đặt mình vào việc đó, kể cả việc yêu thương và bày tỏ tình yêu của mình với người thân, đặc biệt là đối với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Xin đừng ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với cha mẹ, vì tới một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành cha, thành mẹ. Chắc chắn rằng lúc đó ta cũng rất mong muốn con cái của mình nói yêu thương và quan tâm mình, có phải chăng? Tạo ra khả năng kiếm tiền của họ. Tuy nhiên, trí tuệ không phải là thứ bẩm sinh, và trí tuệ tự lực của người Do Thái tuân theo một loạt các nguyên tắc độc nhất của họ. Những thành tựu phi thường của dân tộc Do Thái đến từ trí tuệ phi thường của họ. Đó là phương thức sinh tồn được vun đắp trong quá trình bị chèn ép hàng nghìn năm gian khổ để có được chỗ đứng vững chắc. Một trong những điều người Do Thái làm hàng ngày, dù họ ở đâu trên thế giới, là không ngừng học hỏi. Dù ở tầng lớp nào trong xã hội, người Do Thái luôn coi việc học là ưu tiên số một. Một số người trong số họ có thể tạm thời không giàu có, nhưng điều họ không bao giờ thiếu là sự ham học hỏi. Vì vậy, trong mọi lĩnh vực trên thế giới, có rất nhiều người Do Thái chiếm ưu thế. Trong số những người đoạt giải Nobel, 17% là người Do Thái, và tỷ lệ người đoạt giải Nobel kinh tế cao tới 33%. 20% triệu phú Mỹ là người Do Thái. Khát vọng trí tuệ của người Do Thái cao hơn rất nhiều so với bất cứ cám dỗ vật chất nào. Họ tin rằng trí tuệ liên quan mật thiết đến sự sống, giống như không khí, và họ tin rằng trí tuệ có thể tạo ra mọi của cải. Người Do Thái tin rằng chỉ bằng cách không ngừng học hỏi kiến thức mới về mọi mặt và mở mang tầm nhìn thì họ mới có thể có được trí tuệ một cách hiệu quả hơn. Người ta thường nói học, học nữa, học mãi. Đó là điều mà người Do Thái đã làm. Khi có con,